Dự báo thời tiết đêm 27 và ngày 28 tháng 8 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ.